Xin chào các bạn, trên tay mình đang là một bộ để đắp quad cutter Racer 250 EA Chai này. Các bạn đọc là EA, Chine gì cũng được. Cái bộ đắp quad này nó có hai lựa chọn là mạch CC 3D sẽ là 119 đô và mạch Nage 32 sẽ là 127 đô. Trên tay mình đang là mạch Nage 32. Cái bộ này giá nó là 127 đô, tương đương với 2,8 triệu tiền Việt. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Ở đây sẽ là một sách hướng dẫn. Đây là bản CC 3D này. Nó sẽ lắp như vậy. Của mình là Nage 32. Nó là bên này. Đây là bốn cái tay arm và bốn cái dây rút này. Đây là dây để người ta kết nối mạch với RX và một cái logo của nó. Đây là mạch Nage 32. Và bốn chiếc motor 2204 2300 kV. Đây là hai đèn LED, mình sẽ gắn lên trên cái giá này. Còn đây là TX, camera và anten của bộ FPV và 4 ESC 12A. Đây là dây bộ pin, mấy cái lục lăng này và một cái cờ lê bằng carbon. Đây là các loại ốc vít để 8 cánh quạt 4 thuận và 4 nghịch. Đây là khung sườn của nó. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Mình sẽ xếp nó ra màn hình một chiếc quạt này. Các bạn sẽ chia từng phần ra như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Đầu tiên chúng ta sẽ gắn mạch Nage vào đây. Chúng ta sẽ dùng bốn ốc này cố định cái mạch này lại. Cái mặt này sẽ là mặt trên. Chúng ta sẽ vít ốc vào. Các bạn vít bốn ốc này vào như vậy. Cái mặt này sẽ là mặt dưới, mặt này sẽ là mặt trên. Chúng ta sẽ gắn như thế này về đằng trước. Bây giờ mình dùng cái cáp này, các bạn sẽ cắm vào đây. Chúng ta sẽ gắn nó vào như thế này. Cái mặt này quay về đằng trước, cái rắc này sẽ cắm vào đây. Các bạn cắm cái jack này vào như vậy. Mình dùng bốn ốc này. Chúng ta sẽ vặn mặt dưới này lại. Các bạn này dùng cái lục jack của nó có sẵn trong bộ này, hoặc là tô vít này cũng được. Các bạn dùng hai con ốc, hai cái bu lông và hai cái đệm này. Chúng ta gắn vào cái miếng trên này. Các bạn sẽ gắn ốc vào đây. Sau đó hai cái đệm này. Bây giờ là cái TX của bộ FPV. Các bạn sẽ lắp vào chỗ này. Và hai cái ốc chúng ta vặn hôm nay. Các bạn dùng hai con ốc, chúng ta siết hai cái chỗ này lại. Anten mình sẽ gắn vào đây. Chúng ta dùng hai cái dây này, các bạn sẽ cắm vào hai cái chỗ này.
cứ nhìn đúng cộng trừ của nó, và dây đỏ và dây đen này chúng ta sẽ gắn vào. Các bạn cắm hai cái dây này vào như vậy. Cái đầu dây này ở cái TX, có 3 dây này, chúng ta sẽ gắn vào cái cam. Các bạn cắm như vậy, dây này sẽ sang cái cam. Cái đầu này chúng ta sẽ cắm vào đây. Như vậy. Bây giờ mình sẽ hàn SC vào. Chúng ta sẽ hàn vào đây. Bên này. Có lẽ mình sẽ tút cái này ra đã, tí mình sẽ cắm lại sau. Mình sẽ hàn 4 SC vào đây. Nó sẽ có cộng, trừ và S này. Cộng, chúng ta sẽ gắn dây đỏ này. S sẽ là dây vàng, trừ sẽ là dây đen. Các bạn sẽ hàn vào đây như thế này. Các bạn hàn vào như vậy. Mình sẽ hàn tiếp 4 bên này. Bây giờ sẽ là motor và cái thanh am này. Các bạn sẽ luồn dây motor vào đây. Như vậy. Chúng ta sẽ vặn ốc vào. Nó có 16 con ốc này. Để các bạn vặn 4 motor. Các bạn làm tiếp 3 cái như thế này. Các bạn gắn 4 cái này vào. Các bạn sẽ ngửa cái motor này lên trên. Đặt vào đây. Các bạn ốc vào. Các bạn sẽ vặn vào đây. Các bạn gắn vào như vậy. Chúng ta sẽ hàn motor và SC này vào. Các bạn cứ hàn vào thôi. Tí nữa nếu mà nó ngược motor, chúng ta sẽ đảo dây. Các bạn hàn như vậy. Mình sẽ gắn tạm vào đây đã. Tí chúng ta còn test chiều quay của nó. Bây giờ đến hai cái đèn led này và cái giá đỡ của nó. Nó sẽ có hai cái ốc này để các bạn khóa lại. Chúng ta sẽ vặn vào đây. Hai đèn led này các bạn sẽ cắm vào đây. Vào đây. Tiếp đến là phần này. Cái jack này các bạn sẽ cắm vào đây. Ở đây nó sẽ có cái rãnh để các bạn gắn chiếc cam này vào. Tí các bạn siết trên này lại nó sẽ chặt hơn. Bây giờ là những cái đệm này và 8 con ốc. Chúng ta sẽ đệm và vặn vào đây. Các bạn sẽ chập đôi lại. Các bạn sẽ đệm và vặn vào như vậy. Mình sẽ làm tiếp 3 bên này. Các bạn gắn 4 chỗ này lại. Như vậy. Bây giờ cái phần đầu này chúng ta sẽ gắn cái đèn này vào. Bây giờ sẽ là cái giá đỡ để gắn cam vào đây. Cái cam dưới này chỉ là cam FPV. Cái cam trên này mới là cam chúng ta quay phim này. Nó sẽ có 4 cái lỗ này.
các bạn sẽ gắn những cái này vào. Các bạn gắn như vậy. Các bạn gắn vào như vậy. Chúng ta có thể đặt cam trên này rồi. Bốn cái này nó sẽ chống rung. Ví dụ các bạn có cam như thế này. Ở đây mình có cái SD cam. Chúng ta sẽ gắn vào như thế này. Cái miếng này mình sẽ dán ở dưới. Các bạn sẽ dán vào đây. Nếu các bạn không có RX của FPV và màn hình của nó, chúng ta có thể bỏ cái này ra và cam này cất đi để cho nó đỡ nặng cũng được. Bây giờ các bạn sẽ cần một pin. Mình dùng pin 3S 11.1V 25C này, 1800mAh, một bộ tay điều khiển này và mạch thu. Mình dùng Devo 7 và RX701. Chúng ta sẽ dùng cái cáp này để kết nối nó với RX. Đây sẽ là kênh 1 của nó. Cái dây trắng này sẽ là kênh 1. Hai dây này là âm dương. Đây là kênh 2, kênh 3, 4, 5, 6, 7, 8, lần lượt như vậy. Cái kênh 1 của cái cáp này, mình sẽ cắm vào kênh 1 đấy. Đấy của mình, kênh 1 nằm ở đây. Tiếp theo, kênh 2. Kênh 2 này của mình nằm ở đây. Bây giờ đến kênh 3, các bạn cứ lần lượt như vậy. Kênh 4. Kênh 5. Kênh 6. Kênh 7 này, các bạn cắm vào cũng được. Đấy của mình có 7 kênh. Kênh 8 này, mình không có. Các bạn cắm lần lượt như vậy. Vào đây. Cái đầu này. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Chỗ này. Các bạn cắm vào như vậy. Tí nữa mình sẽ gắn nó vào trong này. Pin mình sẽ gắn ở đây. Nếu các bạn không đúng với anten nấm này và TX, các bạn có thể để trên này. Chúng ta sẽ gắn ở trên này. Bây giờ mình sẽ thử nó. Ở đây là công tắc tắt bật đèn LED. Tắt. Bật. Mỗi lần bật nó sẽ đổi một màu. Bây giờ các bạn dùng cái cáp micro USB này. Nó có cái đầu. Cái đầu này. Nó vừa để chúng ta cắm vào đây. Các bạn cắm vào chỗ này. Cái cáp này ở những điện thoại Android nó đều có. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Ở đây còn có cái logo của nó. Mình sẽ gắn luôn cái logo này vào. Các bạn cần laptop hoặc là PC để ta thể cài được. Mình dùng laptop. Mình sẽ không quay màn hình, tại vì mình sẽ nói ở ngoài luôn. Cái mic của mình nó hỏng nên mình sẽ dùng máy quay. Mình sẽ quay luôn trực tiếp ở đây. Đầu tiên các bạn dùng chờ mờ hoặc là cốc cốc. Mình dùng cốc cốc này. Các bạn vào cửa hàng trực tuyến của nó. Chúng ta gõ clean file này.
bạn sẽ thấy cái tiện ích này. Chúng ta sẽ cài nó vào. Khi cài xong, các bạn sẽ mở nó lên. Đây là giao diện của nó. Các bạn sẽ cài cái driver này vào. CP210 driver này. Các bạn sẽ chọn phiên bản phù hợp với của mình. Ở đây mình dùng Win 7. Chúng ta sẽ cài cái này vào. Các bạn sẽ download nó về. Các bạn download xong, chúng ta sẽ giải nén nó ra. Win của bạn 64 bit thì các bạn sẽ cài 64 này. Nếu Win 32 bit, các bạn cài x86 này, của mình 32 bit. Như vậy, chúng ta đã cài xong cái driver này rồi. Trên micro USB, các bạn cắm vào laser này. Vào đây, chúng ta sẽ cắm chiếc lab. Cắm xong, các bạn sẽ connect này. Như vậy. Nó là phiên bản mới nhất, 1.12.1. Chúng ta có thể kiểm tra phiên bản. Các bạn disconnect nó ra. Chúng ta check phiên bản firmware ở đây. Phiên bản Nage mới nhất của nó là ngày 11 tháng 4 2016 này. 1.12.1. Như vậy khi các bạn cài đặt xong, nó sẽ là phiên bản mới nhất. Đây phiên bản mới nhất rồi, 1.12.1. Đầu tiên, các bạn sẽ Kali ESC. Chúng ta vào tab motor này. Ở đây có hình của chiếc quạt này. Các bạn sẽ để dọc theo như vậy. Đây sẽ là 1. Bên này là 3. Bên này là 4. Bên này là 2. Nó như bên này. 4, 2, 3, 1. Bây giờ chúng ta sẽ Kali ESC để cho 4 motor nó quay cùng một lúc. Các bạn sẽ tích vào đây. Chúng ta sẽ kéo mắt cái này lên. Như vậy. Bây giờ mình sẽ cắm pin vào. Các bạn cắm pin vào cái quạt chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ kéo cái master này xuống. Các bạn kéo xuống như vậy. Chúng ta tút pin ra. Vậy là chúng ta đã Kali xong 4 chiếc motor này rồi. Bây giờ mình sẽ thử. Các bạn sẽ cắm pin vào, chúng ta thử. Các bạn sẽ test từ motor xem vị trí của nó đúng chưa. Đây là 1 này. Số 1 ở đây. Nó sẽ là bên này. Mình sẽ test 1. Như vậy nó đúng rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra hướng luôn. Để kiểm tra hướng, chúng ta dán băng dính này vào. Để nhìn cho nó dễ hơn. Các bạn xem hình này. Motor 1,
sẽ quay theo được kim đồng hồ. Bây giờ mình sẽ test. Như vậy motor mình đã quay đúng rồi. Tiếp theo là motor 2 này, sẽ quay ngược kim đồng hồ. Cái motor 2 này phải quay ngược kim đồng hồ, nó quay về đằng này là đúng. Như vậy motor mình quay đúng rồi. Tiếp theo là motor 4 này, nó quay theo kim đồng hồ, nó ở bên này. Các bạn lại test motor 4. Của mình nó quay đúng rồi. Đến motor 3 này, nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy của mình nó quay đúng. Các bạn cứ kiểm tra đúng 4 hướng này là được. Khi 4 motor nó đã đúng hướng, các bạn sẽ rút dây rút này lại. Chúng ta sẽ cố định ESC chặt vào đây. Như vậy. Ở bên này nữa. Bây giờ các bạn lại cắm vào. Chúng ta test RX này cho nó nhận tín hiệu chưa. Để test RX các bạn lại cắm pin vào. Chúng ta bật RX lên. Các bạn sẽ kết nối. Bây giờ chúng ta chọn tab thứ ba này, config này. Các bạn nhớ chọn quad x này, chỗ này là quad x. Bên này chúng ta chọn motor stop này, khi kênh ga nó xuống nó sẽ không quay. Bên này nữa, khi bật AUX thì motor mới hoạt động. Ở dưới này rồi parallel gì đây, PVKM này là mỗi giây một kênh, các bạn chọn chỗ này. Chúng ta save nó lại. Ok, bây giờ anh tab này file save này, các bạn nhớ bật bên này lên, chọn drop này. Mấy cái thông số này mình học theo bên nước ngoài thôi, mình chưa hiểu nó lắm tại vì mình đây là lần đầu tiên mình chơi cái này. PID này các bạn set như vậy. Các bạn cài thông số như vậy, mình thấy thông số như này nó bay rất là đầm. Đến tab receiver. Bên này các bạn cũng cài như thế này. Chúng ta sẽ test xem TX nó nhận sóng chưa. Mình sẽ thử ga lên. Các bạn thấy trên màn hình kia nó đã chạy rồi. Mình sẽ để bên này. Nó đã nhận rồi. Các bạn sẽ chim về nó 1000. Ở đây của mình đang là 1099 này. Các bạn sẽ chỉnh nó về. Tầm 999 hoặc 1000 như vậy. Đây là kênh ga. Bây giờ các bạn sẽ xem tiến lùi trái phải này, cái nào nó ngược không. Mình sẽ tiến lên này. Đây, nó đang tiến lên rồi. 1494 này. 1494. Các bạn sẽ chim nó vào. 1500 là chuẩn. Bên này nữa, roll.
cái này của mình nó bị ngược rồi. Mình sang trái này, nó lại lên bên phải, sang phải này, lại lên bên trái. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó lại. Mỗi tích nó sẽ khác nhau. Cái tích của mình sẽ vào function. Đây, các bạn bên này, re này, sẽ là đổi ngược lại. Cái tên viết tắt này mình chưa hiểu nó. Của mình bị ngược kênh này. Ok. Mình sẽ qua bên phải. Như vậy, nó đúng hướng rồi. Bên trái này, tiến này, lùi này, quay trái. Đấy, bên này lại bị ngược. Quay trái này, quay phải. Nó lại ngược rồi. Mình sẽ cài lại luôn ở đây. Quay trái này, nó đã theo hướng rồi. Quay phải này, quay trái, quay phải. Gà này, lên. Out mode này. Các bạn có thấy mình cài khi bật này, một từ nó sẽ quay như vậy. Mình test lại, chúng ta test từng kênh một. Đây là kênh một này. Kênh 2 tiến này, lùi này. Kênh 3 này, ra. Kênh 4 này, quay trái phải này. Kênh 5. Kênh 6 mình cài bên này. Các bạn cài chơi vậy thôi. Chúng ta còn nhiều chức năng nữa. Chúng ta chưa dùng hết thì cứ cài nó vào. Kênh 7 bên này. Như vậy. Các bạn nhớ thông số bên này. Chúng ta save nó lại. Cái Moje này, các bạn cài như của mình. Tí mình sẽ chụp hình cho các bạn. Mấy cái này chúng ta không cần quan tâm. Các bạn sẽ test lại motor này, xem nó quay đều nhau chưa. Các bạn bật mà khi bốn motor này nó quay cùng một lúc là được. Như vậy. Còn mấy phần này chúng ta không cần quan tâm là được. Bây giờ đến bước cuối cùng này, các bạn sẽ cali lại chiếc quang này. Các bạn để trên mặt thăng bằng này. Chúng ta cali lại và định hướng lại cho nó. Các bạn đứng ở đây. Như vậy, nó đã cali thành công. Mình xác định được mặt phẳng rồi. Bây giờ, các bạn phải test trực tiếp trên chiếc quạt này. Chúng ta nâng đầu lên này. Nghiêng lên này. Nâng đuôi lên này. Đằng sau, trước này, quay này. Tất cả như vậy. Ở đây mình tắt cái led này đi. Các bạn cứ test, nó cân bằng được như vậy là được. Nếu mà khi nó sai hướng là các bạn lắp ngược mạch rồi. Các bạn nhớ làm chuẩn như thế này. Như vậy là chúng ta cài đã xong rồi.
Bây giờ các bạn sẽ lắp cánh vào theo hướng đúng motor của chúng ta vừa nãy. Đằng sau này mình sẽ lắp hai cánh trắng. Nó có một cờ lê bằng carbon này để ta siết cánh lại. Các bạn nhớ lắp đúng cánh vào. Mình tháo được XFPV này ra cho bớt nặng, tại vì mình không có bộ của nó. Pin có lẽ mình sẽ gắn ở đây. Trên này sẽ là chiếc cam. Đời X này mình sẽ cho vào trong. Cái đời X mình sẽ cố định nhau ở đây. Mình dùng báo pin 3S này. Khi bạn cắm vào, nếu pin của các bạn vẫn đủ trên 4.1, 4.2V này, hoặc là trên 3.3V, nó sẽ xanh như này. Khi nào dưới 3.3, nó sẽ đỏ cái đèn này và nó sẽ kêu. Mình sẽ cho luôn trong này. Bây giờ các bạn sẽ cân bằng nó. Chúng ta kiếm chiếc tua vít tròn này. Các bạn để vào giữa, chúng ta nâng lên. Như vậy đằng sau mình nặng hơn. Các bạn lại đẩy pin xe đằng trước này. Đằng trước nặng hơn rồi, mình sẽ chỉnh một ít thôi. Các bạn cố gắng cho vào giữa này. Như vậy là nó cân bằng rồi. Các bạn nhớ cân bằng trọng tâm như thế này thì nó bay mới được, không là nó sẽ lạng mất. Cái bộ này không có màn FPV bay rất là khó, tại vì tốc độ nó khá nhanh. Bây giờ mình sẽ đi thử.